Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Trendly Gamer. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em truy tìm thực triệu hồi của Orochimaru Tam trùng La Sinh Môn hem. Ba cái cổng vô cùng nguy hiểm của tên Orochimaru. Rồi đây, 3 giờ 10 nha anh em. Và hiện tại thì 3 giờ 18 20 mấy giây rồi. Chết anh em à. Chết quên, 3 giờ 20 là biến mất rồi đúng không anh em? Tại vì cái này nó chỉ tồn tại được có 10 phút thôi. Rồi đầu tiên là anh em ở cái vị trí quán ramen hem. Anh em sẽ bắt đầu chạy ra phía ngoài sông. Cũng giống như là mình đi tìm con rắn anh em à. Rồi anh em sẽ rẽ bên trái và chạy thẳng luôn hem. Anh em có những thực bay thì khỏe vô cùng rồi. Còn mình vẫn có những thực bay. Đấy, mình có để cái cát của ga ra sẵn nhưng mà thôi. Mình nghĩ là cứ chạy bộ từ từ như thế này. Cho những anh em nào mà không có những thực bay dễ nhìn đường hem. Thì tới đây thì anh em vẫn cứ đi thẳng thôi. Chứ không có gì mà khó khăn hết. Anh em phải đột nhập vào sâu quyệt của tên Orochimaru. Đến đây anh em rẽ phải cho mình hem. Rồi anh em thẳng thừng luôn. Nhảy xuống. Ở đây anh em để ý chỗ này nha. Rồi anh em chui vô. Rồi bây giờ thì anh em chỉ cần chạy theo cái đoạn đường. Nó quẹo đâu anh em quẹo đó. Nhảy xuống. Đây rồi. Tam trùng La Sinh Môn. Lụm liền luôn anh em. Nhanh gọn lẹ hem. Nhưng mà hiện tại thì cái cấp độ của mình đó. Thì vẫn chưa thể nào mà sử dụng được chiêu Tam trùng La Sinh Môn. Tới 888 lượng anh em à. Và 1.500.000 tiền. Vậy thì bây giờ mình phải đi farm cấp nha anh em. Rồi mình sẽ cố gắng farm cấp nhanh nhất để mình sử dụng tuy kỹ La trùng Tam sinh môn của Orochimaru nha anh em. Cuối cùng thì mình cũng đã đủ cấp để có thể mở cái Tam trùng La sinh môn review cho anh em và các bạn xem này em. Đây, mình mới lượm hồi lúc 3 giờ 10 nha anh em. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 5 giờ 15 anh em à, farm cũng 2 tiếng đồng hồ ha. Lên được cấp 999, nói chung là vượt chỉ tiêu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy cái Tam trùng La Sinh Môn ra em. Phan lộn anh em à. Để lộn cái Tam trùng La Sinh Môn ra. Mình sẽ để phím G em. Thì R cũng phải để cái đám khối này chứ anh em. Rồi ok, coi như là mình cũng set up xong mọi thứ hết rồi em. Ổn hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sử dụng cái La trùng Tam sinh môn của Orochimaru. Đây anh em. Đó. Nó sẽ chặn những cái đòn tấn công giúp mình từ phía trước đến em. Nói chung là mình thấy mấy bạn nào sử dụng cái đòn tấn công mà gây nguy hiểm cho mình thì mình sẽ mở La trùng Tam sinh môn lên liền để hứng chịu cái đòn tấn công đó, coi như là đỡ luôn cái đòn tấn công từ mấy bạn em. Rồi bây giờ mình gồng trước cái cổ mắt này lên trước đi em à. Mấy bạn nào mà đánh mình á thì mình có thể là vào cai mui để mình chạy trốn em. La trùng Tam sinh môn. Tốt. 48k máu anh em khủng vậy. Cô. Mình tưởng đâu nó không gây đam chứ, nó chỉ chặn những cái đòn tấn công thôi chứ nào ngờ nó gây đam luôn. Rồi bị một bạn đưa vào cai mui rồi anh em, nhưng mà cũng không sao em. Cái của Itachi mới nguy hiểm anh em à. Cái của Itachi mới nguy hiểm, đưa lên cái thánh giá nguy hiểm lắm. Ở bên ngoài thì mấy bạn ấy vẫn có thể đánh được anh em, nó nguy hiểm cái của Itachi. Còn cái cai mui này đó thì nguy hiểm là cái này nha anh em, đó vào phía dưới cai mui này em. Rồi sau đó là luồn lách đằng sau đây nè, đó chẳng hạn như hành động này nè, mình có thể ở đằng sau mình ngưng cái hành động này. Đó. Thấy cái Itachi rõ ràng. Nhưng mà mình có cái cây mui nên là chạy được. Không sao. Ổn. Chỉ cần có được thế giới cây mui là trốn được à. Rồi bây giờ mình sẽ thử trên quái em. Đây. 48k trời. Một cổng là 48k. Ba cổng. Kinh khủng đấy. Được. Chuẩn. Vậy thì mình sẽ lấy cái La trùng Tam sinh môn thay thế cho con hề mình ha. Con hề này là vô dụng rồi, bình thường mình lấy cái đó để stun để xài nhẫn thực vào các anh em. Nhưng mà nó chỉ có 10k máu à. Trúng nhẫn thực của con hề chỉ 10k máu. Nhưng mà cái La trùng Tam sinh môn này trúng cái là 48k anh em. Đã gặp mình Mad Nin rồi nha anh em. Đây 8.000 em. Nếu mà mình có gồng trợ chiến của Mengekyo. Đây 5.600. Mà vậy là khoe của gì mấy bạn. Giờ mấy bạn 6.000 hết rồi. Mấy bạn ra S3 hết rồi.
Mình giờ dày còn ít quá đó. Rồi gồng lên, gồng lên vậy chắc ăn hem. Ai ai mà đánh mình thì mình cứ tẩu vi là thượng sách. Không, mình công nhận cái la trùng tam sinh môn này mạnh nha, không yếu nè. Vừa chặn được đòn tấn công nè không, mà mình vừa có thể gây đam cho đối phương nữa. Rồi bây giờ mình vào cây mui ha. Đây, chạy ra ngoài. Mình có thể xem trận chiến ở trong cái cây mui này đó. Mới giết được một người nữa, đè đầu giật người đó liền. Cái dân đó là cái dân đi săn đó đem, mà nguy hiểm quá. La trùng tam sinh môn. Ôi, đã 48k máu một lần đánh. Lúc nãy là mình tưởng đó là hai cổng nha anh em, mình tưởng là một cổng sẽ gây 48k, nhưng mà thật sự không phải, là tại vì nó quái anh em, quái nó nhiều á, nên là mình xài chiêu á nó dính đam vô hai con quái á, nên là vậy đây nè. Đó anh em nhìn như là hai cổng gây đam đúng không, nhưng mà thật sự là chỉ triệu hồi ba cái cổng này ra đó thì chỉ có 48k máu thôi, đó là dạng đam chuẩn anh em à. Và thời gian cooldown thì mình thấy là khá là nhanh á, 20 giây à, cũng ổn. Cái này mà giảm xuống 16 giây nữa chắc đỉnh lắm nha. La trùng tam sinh môn. Đó là mấy bạn nào mà rượt mình đấy, mình có thể sử dụng cái này để trốn chạy không. Mấy bạn đó bị chặn ở bên kia. Nói chung là cái nhẫn thực này khá là ngon, bổ ích nha anh em, nên là mình có thể trang bị theo không. Thì theo mình là vậy thôi, còn anh em trang bị gì thì tùy anh em vậy. Thì mỗi người có một cái cách mà build chiêu khác nhau, chứ mình đâu có mà ép đặt cái suy nghĩ của mình lên anh em được. Có thể là những bạn thấy cái nhẫn thực kia thì nó sẽ có lợi hơn là cái la trùng tam sinh môn này, nhưng mà mình thấy là đối với mình nha, thì thấy cái này đó, ví dụ mình chặn như thế này đó, cái bắt đầu mình chạy đâu mình luồn. Mấy bạn đâu biết mình rồi, ba cổng này anh em, ghê quá à. Quá ghê gớm mày còn gì. Đâu đi nhận thêm cây nhiệm vụ nữa đánh coi. Mà thôi thổi, giờ mình lên mình test thử với trụ em. Lên. Ủa trên đây, trời. Lộn rồi, trên đây. La trùng tam sinh môn. Đây nè, cái trụ đằng sau vẫn bị dính đam nè anh em. Nói chung là nó chỉ tính đam đầu thôi. Ba cổng, ví dụ ba cổng mà nó ra đó, mà mấy bạn không dính đam ở cổng đầu thì sẽ dính đam ở cổng thứ hai, còn không dính đam ở cổng thứ hai sẽ dính đam ở cổng thứ ba em. Chứ nếu mà ba cổng mà một cổng 48k thì hơi đau đó nha anh em. Đây nè, mình sẽ thử với bạn này lại nè ha. La trùng tam sinh môn. À trụ, trời ơi, mình tưởng đâu đẩy bạn đó ra cái cổng thứ hai rồi bạn đó ăn đam cổng thứ hai luôn chứ. Đâu. Để mình xa ra coi thử cái chỗ trống coi em. Coi thử coi bạn đó có dính đam hai cổng không. Lại nè em. La trùng tam sinh môn. Không anh em à, chỉ dính đam một cổng em, tại vì cái khoảng cách này nè. Đó, cái khoảng cách này thì nó khá là xa. Mà đam nó gây ra thì nhờ cái cổng nó lên đó anh em, hoặc là cái cổng nó lên rồi nó đẩy tới gì trước á, nó chỉ dính một lần đam à. Chỉ dính ba lần đam 120k máu thì chua nha. Bạn đó nói là 40k đúng không anh em, mà dính hết ba cổng 120k máu, tính thêm mấy cái nhẫn thực genkai khác nữa thì bá à. Chỉ một lần đam thôi anh em à, chỉ một lần đam ha. Chung là cái la trùng tam sinh môn này thì mình thấy là ok. BK thì có nó cũng hữu ích á. Nhưng mà chưa, còn những cái nhẫn thực khác mình chưa lụm nữa mà. Đây nè, chẳng hạn của Tenten nè. Đấy, mình chưa lụm mấy cái này mà, nên là mình chưa biết ở đây nữa nè. Con boss chim của Sasuke nè anh em, mình chưa đánh được nữa mà. Anh em chắc là có hết rồi, mà mình giờ mình có cái la trùng tam sinh môn, mình đi test vòng. Thôi được rồi, video đến đây thì cũng gửi lời cảm ơn bạn rất là nhiều hông, vì đã hỗ trợ cho mình test đam là bạn Phong. Rồi, cảm ơn bạn Phong rất là nhiều. Và cũng cảm ơn nhiều anh em đã bỏ thời gian quý báu của các anh em ra để theo dõi video.
Vậy hẹn gặp anh em và bạn trong video lần sau và tiếp theo của mình nha anh em. Bye bye anh em.